Chào các bạn. Theo các bạn thì bây giờ chúng ta có 1 tỷ đồng thì nên đầu tư kinh doanh vào cái lĩnh vực phân khúc bất động sản nào thì phù hợp nhất? Trong video ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành ra thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn là với 1 tỷ đồng thì chúng ta nên kinh doanh mua bán bất động sản ở đâu thì phù hợp nhất. Nhiều chuyên gia bất động sản thì cho rằng với 1 tỷ đồng thì bây giờ nếu mua ở trong trung tâm thành phố, mua những nơi mà rất gần với những thành phố lớn thì số tiền này không đủ để chúng ta có thể mua được một mảnh đất, một căn hộ chung cư hay là có thể đầu tư vào bất động sản, bởi vì trung bình thì với cái mức ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội thì mức giá ở vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chạm cái ngưỡng trên 2 tỷ đồng cho một miếng đất hoặc là cho một căn chung cư. Ở Hà Nội thì cũng tương tự. Do đó thì đây là một trong những cái thứ không khả thi. Vậy nên thường được khuyến nghị là chúng ta sẽ mua ra những cái vùng xa hơn. Ví dụ như Hà Nội thì chúng ta có thể sẽ mua về cái mạn Hà Tây, hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh thì mua về những cái mạn xa, ví dụ như là về Đồng Nai, về Bình Dương. Và Bình Dương và Đồng Nai là những cái vùng tức là gọi là giáp danh giữa cái hai tỉnh này thôi, chứ còn nếu mà vào trung tâm của Đồng Nai hay là Bình Dương thì cũng khó có thể mua được với cái giá tiền là một, tức là gọi là số tiền 1 tỷ thì cũng không thể mua được. Vậy thì liệu như vậy nó có hiệu quả hay không, và chúng ta sẽ phân tích trong ít phút tới. Khi mà chúng ta mua ở những cái khu vực vùng ven như vậy thì chúng ta phải đặt ra một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là về giá thành thì có phần là sẽ rẻ hơn nhiều, tức là 1 tỷ thì hoàn toàn có thể xem xét vay thêm một chút, một vài trăm triệu để có thể mua được một miếng đất ở khu vực vùng ven giáp danh giữa Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hoặc là Hồ Chí Minh và Bình Dương, hoặc là Hà Nội với Hà Tây, hoặc Hà Nội Hưng Yên, Hà Nội với lại Phú Thọ chẳng hạn, ví dụ thế, vài tỉnh lân cận. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này này, đất đai thì thông thường chúng ta thường sẽ gặp một cái tình trạng, đó là những cái vùng ven này thì khả năng lấp đầy là rất khó, và cái việc mà phát triển dự án để có thể lấp đầy được những cái vùng đất như vậy là điều rất là khó trong cái lúc mà thị trường bất động sản hiện tại đang gặp những cái khó khăn nhất định. Vì vậy thì khi đầu tư như vậy thì có thể chúng ta sẽ không thu hái được những cái thành quả giống như chúng ta mong muốn về cái tốc độ tăng giá. Bên cạnh đó nữa thì nếu như thị trường tiếp tục mà đi vào cái trạng thái gọi là ngủ đông lâu hơn thì cái hiệu quả trong cái kinh doanh tận dụng cái miếng đất của chúng ta sẽ không đạt được yêu cầu. Vậy câu hỏi đặt ra là nên làm như thế nào? Có người thì lại khuyên rằng là với 1 tỷ đồng thì chúng ta hoàn toàn có thể vay thêm 50% là 1 tỷ nữa để nằm ở cái vùng khoảng 2 tỷ và chúng ta đầu tư vào những cái đất mà nó gần trung tâm hơn, hoặc là mua một căn hộ chung cư rồi sau đó cho thuê. Đây cũng là một trong những cái giải pháp mà được xem là phù hợp, nhưng mà có vài vấn đề nó sẽ xảy ra như sau. Với việc chúng ta mua chung cư thì 2 tỷ đồng cho một căn chung cư ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho thuê được ở cái mức từ 5 tới 7 triệu đồng. Nếu như có nội thất thì chúng ta cho thuê được từ 7 đến 10 triệu đồng, ở Hà Nội và các tỉnh thành khác cũng như vậy. Do đó thì nó sẽ đem lại cho chúng ta được một cái lượng thu nhập dòng đều về tài khoản. Nhưng mà với cái lãi suất hiện tại mà chúng ta vay 1 tỷ đồng thì mỗi tháng trung bình với những cái khoản vay với cái mức lãi suất từ 10 đến 12% thì chúng ta phải đóng từ 8 đến 10 triệu. Như vậy chúng ta vẫn phải bù ở đây một cái khoản tiền và nó sẽ không hiệu quả lắm. Còn về việc mua đất nền mà với cái vùng mà 2 tỷ đồng trở xuống thì chúng ta cũng sẽ mua được những miếng đất khá là xấu, không đẹp, nằm ở quận 9, Củ Chi, Nhà Bè, hoặc là một số các cái khu vực vùng ven ven gần thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy thì nếu như mà với cái tốc độ mà thị trường mà không tăng giá như 3 năm trước đây thì chúng ta sẽ phải chịu một năm tương đương với khoảng tầm 120 triệu tiền lãi vay. Từ 100 đến 120 triệu tiền lãi vay thì nó cũng hoàn toàn không hiệu quả, và nó dẫn đến những cái bê bối, tức là những cái rắc rối cho quý anh chị em và các bạn trong quá trình đầu tư. Nếu như mà anh chị em và các bạn không biết đường cân đối dòng tiền tốt thì đây cũng là một giải pháp mà chúng tôi cho thật rằng là không phù hợp. Vậy cái giải pháp của chúng tôi là gì thì trong ít phút tới chúng tôi sẽ đưa ra cho quý anh chị em và các bạn ngay.
có được 1 tỷ rồi thực sự là một điều thật sự đáng mừng, và điều đó chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để đem tiền đi đầu tư. Và đầu tư mà chúng tôi đưa ra cho quý anh chị em và các bạn thì chắc chưa có bất kỳ một nhà môi giới nào nói với quý anh chị em và các bạn đó chính là giải pháp đầu tư vào những cái khu vực gọi là nhộn nhịp, đông người và trung tâm của một số cái tỉnh lẻ. Tôi lấy ví dụ như là quý anh chị em và các bạn, ai trong chúng ta cũng đều có quê quán, cũng có nơi gọi là cái quê của chúng ta. Thì mỗi cái vùng đất, mỗi cái quê hương thì chúng ta đều có một cái khu gọi là khu tập trung dân cư. Ví dụ như là về các cấp thấp nhất của đơn vị hành chính, đó là cấp xã, thì chúng ta đều có cái khu vực tập trung dân cư là cấp xã, chợ xã, ủy ban nhân dân xã và một số cái cơ quan hành chính của xã. Thì chúng ta hoàn toàn có thể đem cái mức tiền này của mình về các cái khu vực địa phương của mình để mua, và mua một miếng đất thực sự nó là nơi mà thuận đường đi lại, gần chợ, gần trường hoặc là gần các trung tâm hành chính, sát các trung tâm hành chính của mỗi người. Cái chỗ này thì giá thành thì có thể nó cũng đã tăng một phần nào đó trong thời gian vừa qua. Tuy vậy thì những cái miếng đất này nó phù hợp và nó vừa với cái túi tiền của chúng ta là trên dưới 1 tỷ. Chúng ta có thể vay thêm một chút xíu nữa cũng được. Và đầu tư như vậy thì nó sẽ không có cái áp lực về mặt chi phí vốn. Chúng ta hoàn toàn có thể để lâu trong một cái khoảng thời gian dài để chờ cho những cái biến động của thị trường trong giai đoạn dài hạn hơn, không bị chịu những cái lãi vay ngắn hạn. Và đặc biệt là những cái khu vực mà chúng ta mua được thì lại là những cái miếng đất đẹp nhất của một cái xã nào đó, của một cái huyện nào đó, của một cái tỉnh nào đó, ở một số cái tỉnh lẻ mà là quê hương bản quán của anh chị và các bạn. Và từ đó thì chúng ta thấy được rằng là nếu như được mà có thể cho thuê mướn để làm kiosk bán hàng, hay là làm cái kho bãi để kinh doanh tại địa phương, hoặc là có thể kinh doanh nhỏ lẻ theo hướng tức là mở ra một cái chỗ để bán tạp hóa hoặc là bán điện thoại hay gì đó, mà nếu người ta có nhu cầu muốn cho thuê thì mình hoàn toàn có thể thuê để có thêm một cái dòng tiền thuần về tài khoản. Đây là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi thấy rằng là nó phù hợp nhất cho quý anh chị em và các bạn đang là người làm văn phòng, đang là những người mà có một cái khoản tiền tiết kiệm 1 tỷ đồng trở xuống mà chưa biết làm gì, thì nên cân nhắc cái giải pháp này để chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư hiệu quả và giữ cái tài sản của chúng ta lâu dài. Những cái vị trí như chúng tôi nói thì hoàn toàn là đã có sổ đỏ, gọi là rất là không bao giờ sợ cái câu chuyện là bị sai lệch hoặc bị lừa đảo. Bên cạnh đó nữa thì không có cái câu chuyện của những cái nhóm đẩy giá hay gì cả, mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng là những cái khu vực đó là không có những cái đội nhóm làm giá của đất đai. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm mua được cái giá vừa phải. Và ba nữa là nơi đó là nơi đẹp nhất, vì về tương lai phát triển về lâu dài 1-5 năm sắp tới thì hoàn toàn cái miếng đất của chúng ta nó có giá trị sử dụng rất cao và đem lại cái hữu ích cho anh chị em và các bạn. Đừng nghe theo những cái tư vấn của các cái nhà môi giới rồi chạy theo các cái dự án của họ trong cái giai đoạn hiện tại. Chúng ta dễ sẽ gặp những cái rắc rối mà chúng ta không lường trước được, và trong cái quá trình những cái dự án mà những người môi giới đang có nhu cầu bán phát triển các cái dự án để bán cho các bạn thì họ giá thành đôi khi nó sẽ cao, gặp những cái bê bối rắc rối về mặt pháp lý cũng rất cao, và bên cạnh đó nữa thì giá tiền nó cao, phải bắt anh chị và các bạn phải vay nợ. Vay nợ là một trong những cái thứ mà chúng tôi không bao giờ khuyến nghị quý anh chị em và các bạn. Nếu trong điều kiện mà gọi là cực quá thì chúng ta có thể vay từ 10-15% đến maximum là 20% vốn của chúng ta thôi. Còn vay cao quá sẽ dẫn đến anh chị và các bạn sẽ phải bị áp lực trả nợ rất cao, và dẫn đến nhiều những cái bê bối, những cái rắc rối mà quý anh chị em và các bạn có thể gặp phải. Và nó sẽ cũng không đem lại cho anh chị em và các bạn một sự yên tâm để chúng ta có thể giữ những miếng đất của chúng mình dài hạn. Dài hạn thì đất đai nó mới đem lại những hiệu quả kinh tế, và dài hạn thì mới đem lại cho anh chị em và các bạn một cái nơi để cầm giữ tiền trong cái điều kiện kinh tế đang gặp nhiều bất ổn, cũng như thị trường bất động sản đang có những vấn đề. Đó là một chia sẻ rất là chân tình của Thắng ơi TOTV. Anh chị và các bạn cảm thấy hữu ích, hãy chia sẻ video này tới những bạn bè của mình, cũng như là đừng quên ấn like, bình luận và để lại những cái cảm nhận của mình về những cái chủ đề mà quý anh chị em và các bạn muốn nghe tiếp trong thời gian sắp tới về bất động sản, chứng khoán, đầu tư, kinh doanh và làm giàu. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh Thắng ơi TOTV để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo. Xin chào.